Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ dự án Vinhome Grand Park, phân khu thấp tầng The Manhattan. Đây là phân khu trung tâm của toàn thể khu đô thị Vinhome Grand Park 271 hecta. Thì phân khu này sẽ kề cận với công viên ánh sáng và liền kề với phân khu biệt thự và phân khu The Manhattan Glory bên dưới. Manhattan có vị trí khá là tốt và bên cạnh đó thì có nhiều tiện ích như vườn cây ánh sáng, khu đèn lồng châu Á và châu Âu, cánh đồng ánh sáng, đồi cỏ cảnh quan, con đường tình yêu, BBQ Garden, quảng trường Grand Park, khu chèo thuyền kayak, khu dã ngoại Sydney Park, hồ bơi người lớn trẻ em, sân chơi trẻ em, đội cảnh quan, sân tập dưỡng sinh, sân vận động liên hoàn, sân bóng đá, sân tennis. Mình rất là vừa ý trong cái toàn thể khu đô thị Vinhome Grand Park này vì chủ đầu tư tập trung cho phát triển chiều cao đó các anh chị. Các anh chị sẽ thấy là rất là nhiều sân bóng rổ, sân nửa sân, nguyên sân và cái sân tập. Thì tại vì Khoa rất là thích mê bóng rổ. Tập trung về dự án là sát bên có trung tâm thương mại Vincom Megamall, là trung tâm Vincom lớn nhất khu vực miền Nam. Kề đó là có tòa tháp văn phòng sẽ là biểu tượng của toàn khu đô thị của chúng ta. Trường học Vinschool liên cấp, bệnh viện Vinmed. Ở giữa phân khu của chúng ta sẽ có một cái đại lộ ánh sáng rất là rực rỡ về đêm. Khoa xin cam đoan cho các anh chị là đại lộ ánh sáng này sẽ tuyệt vời cho các anh chị mà dã ngoại vào ban đêm nhé. Còn về tổng thể trên mặt bằng thì Khoa sẽ nói sơ qua về cái những tuyến đường. Thì chúng ta sẽ có đường ở trong nội đô sẽ là 13m, kể cả vỉa hè như cái gì thấp nhất là 13m và rộng nhất là 24m. Thì hai bên tùy theo tuyến đường thì các anh chị có thể thấy những tuyến đường mà có lòng đường 7m thì vỉa hè sẽ là 3m mỗi bên, và những tuyến đường lòng đường 8m thì sẽ có vỉa hè là 2,5m mỗi bên, tùy vào chức năng của một cái dãy phố đó. Thì những dãy phố nào mà ở phía rìa của cái khu Manhattan thì sẽ có lòng đường thấp hơn, lòng đường hẹp hơn và vỉa hè vì thế sẽ rộng hơn nửa mét. Thì bây giờ sau Khoa mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip của chủ đầu tư để cảm nhận về cái khu đô thị này trong tương lai ngắn sẽ như thế nào. The Manhattan New York, biểu tượng thượng lưu của nước Mỹ, sầm uất, nhộn nhịp ngày lẫn đêm, nơi trái tim xanh Central Park ngự trị, tâm điểm trải nghiệm sinh thái, giải trí sôi động của hàng chục triệu du khách mỗi năm. Tới quận 9, phía đông thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất phong thủy thịnh vượng đang vươn mình mạnh mẽ. Một trung tâm CBD mới đang thành hình mang tên Vinhome Grand Park, quy mô 271 hectare. Nơi trái tim The Manhattan Glory, hội tụ chuỗi boutique villa, shop house, riverside villa. Phong cách đông dương đương đại, tinh tế, mang trong mình những nhịp đập không ngừng nghỉ. Đắm chìm trong nhịp đập thương mại của đại lộ mua sắm giải trí sầm uất. Đón chọn nhu cầu dịch vụ từ đại công viên 36 hectare. Với 15 công viên chủ đề độc đáo, điểm dã ngoại giải trí mới của hàng triệu công dân thành phố, tận hưởng nhịp đập sinh thái khoáng đạt bao quanh bởi mạch nguồn thịnh vượng của những dòng sông xanh mát, bắt trọn nhịp đập phồn hoa từ những trụ cột tiện ích hoàn hảo với trường liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, đại lộ ánh sáng Manhattan Glory, trung tâm thương mại Vincom Megamall, đại công viên Grand Park, bến thuyền Manhattan Glory sang trọng, kiến tạo chuẩn sống văn minh đẳng cấp, dẫn đầu nhịp đập tương lai với hệ thống quản lý vận hành thông minh, an ninh, an toàn tuyệt đối. The Manhattan Glory lan tỏa hào quang của sự thịnh vượng của những trải nghiệm đẳng cấp tại trung tâm mới Sài Gòn. The Manhattan Glory, nơi hào quang lan tỏa. Chúng ta vừa xem qua video clip tổng thể của phân khu thấp tầng bao gồm Manhattan và Manhattan Glory cùng các khu tiện ích. Trước mặt của chúng ta đó chính là dòng sông của gạch Gò Công. Thì gạch Gò Công sẽ nối qua cái cầu Gò Công phía đường Nguyễn Xiển của chúng ta. Bây giờ gạch Gò Công sẽ đi vào ngã ba sông và nối với
sông Tắc, và cùng hòa với sông Tắc sẽ đổ ra sông Đồng Nai. Thì các anh chị thấy là rạch Gò Công rất là lớn cùng với sông Tắc, thì nước ở đây trong xanh quanh năm các anh chị. Và buổi chiều thì có khá là nhiều cư dân ngồi câu cá ở khu vực này. Và trước mặt tiếp theo đó chính là phân khu Manhattan Glory, thì Khoa đã nói trong video clip trước, các anh chị xem qua nhé. Đó là những căn 23 căn biệt thự độc bản mé dòng sông Tắc. Cùng với đó là chúng ta thấy là hồ sen súng, thì bây giờ chủ đầu tư đã đưa những cái sen súng thả xuống. Thì khi mà các anh chị nhận nhà thì các loại hoa cũng đã nở khá là nhiều. Bây giờ Khoa xin fly qua cái khu vực Manhattan Glory và tiến tới chủ đề hôm nay, đó chính là Manhattan. Thì Khoa có những cái hình ảnh 360 độ panorama mà Khoa đã up lên cái trang fanpage Facebook, đó chính là Việt Nam Real Estate 360 Panorama. Thì các anh chị sẽ click vào đường link bên dưới để xem qua nhé. Hình ảnh 360 rất là đẹp anh chị. Các anh chị có thể zoom kề tới những khu vực nào mà các anh chị mong muốn xem. Đó chính là thực tế vào đầu tháng 2 Khoa đã flycam. Bây giờ chúng ta đi ngang qua khu vực Manhattan Glory, khu dãy nhà phố biệt thự song lập. Khoa cũng xin lưu ý thêm cho các anh chị và các bạn cái phân khu Manhattan. Thì Manhattan, cái biệt thự song lập khá là ít các anh chị. Biệt thự song lập có diện tích rất là lớn, trên 300 m², còn biệt thự song lập của Glory thì tầm khoảng là 250 m² thôi. Đây, phía trước của chúng ta là trục đường Nguyễn Xiển Long Phước. Trước mặt đó chúng là khu trung tâm thương mại. Ngoài trung tâm thương mại Vincom thì chúng ta sẽ có trung tâm thương mại, nhiều khu trung tâm thương mại nữa. Còn đây là khu vực đường Vành Đai 3 đi trên cao, và phân khu Origami. Phân khu Origami là đang có cái rổ hàng của X10 với X6 các anh chị. Anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Quay trở lại là những cái dãy nhà phố shophouse. Shophouse của Vinhome Runback của chúng ta sẽ là một trệt 4 lầu và một tầng tâm. Tầng tâm ở trên sân thượng chúng ta có thể sử dụng được phân nửa lầu đó các anh chị, có nghĩa là chúng ta được 5 sàn rưỡi. Thì những cái trước mặt đó chúng là shophouse. Nhà phố liên kế của Vin sẽ gọi là shophouse nha các anh chị. Shophouse là dãy nhà phố liên kế. Thì những cái dãy nhà phố liên kế mé sông, mé rạch sen súng thì có diện tích là, có những căn sẽ là 84 m², và có những căn là 108 m². Và đặc biệt là những căn mà đầu hồi các anh chị thấy á, đó chính là Villa Shophouse. Villa Shophouse thì sẽ có diện tích là tầm khoảng 240-227 m², cho tới 300 m², 319 m². Đó, trước mặt là công viên ánh sáng, công viên 36 hecta. Thì đây là cái trục đường chữ Y thần thánh. Thì chủ đầu tư hay PR về cái đại lộ ánh sáng này như thế. Trục chữ Y đó là sẽ là nối giữa đường D2A và đường D8 đó các anh chị. Thì sẽ có lộ giới là 24 m nha, 24 m, lòng đường là 15 m và vỉa hè là 4,5 m mỗi bên. Còn ngay cái lối vào mà ngay cái công viên ánh sáng đó các anh chị, là có hai khu biệt thự. Thì hiện bây giờ đang bán hai khu biệt thự rất là đặc biệt này, có diện tích là trên 400 m², và cái giá trị nó là tầm khoảng 92,5 tỷ nha các anh chị. Còn hai căn này, tại vì hai căn này giá trị cao nên thành ra rất là kén chọn khách hàng. Mà vị trí thì rất là đẹp, mà một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng là 3 tầng rưỡi, 3 sàn rưỡi. Bây giờ Khoa cho quay ngược về flycam về khu vực của chúng ta. Đó là dãy nhà, những dãy nhà
Dự kiến là qua Tết vô tầm khoảng từ tháng 3 là các anh chị sẽ nhận nhà từ từ của phân khu Manhattan cho tới tháng 6. Và cuối năm nay thì các anh chị sẽ nhận nhà của Manhattan Glory. Thì bây giờ chủ đầu tư đang hoàn thiện, đang làm sạch những cái tuyến đường, cùng với đó là việc chỉnh trang lại cái đại lộ ánh sáng. Đại lộ ánh sáng thì hiện bây giờ cây xanh đã trồng khá là nhiều ở hai bên đường. Các anh chị thấy có khá là nhiều sân bóng rổ. Đây những cái dãy nhà. Thì những cái mái ngói sẽ là màu xám tối, khá là đẹp đó các anh chị. Ở khu vực thiết kế của chúng ta là theo phong cách Địa Trung Hải. Đây đó là cái trục đường. Trục đường này trung sẽ kinh doanh khá là nhộn nhịp anh chị, vì đi qua các khu trường học liên cấp của Vinschool. Cái trục đường đó là đường V3 đó các anh chị. V3 nối với giao lộ đại lộ ánh sáng D2A. Đấy, đang có hiện những cái căn của khu này. Bên khoa vẫn còn hàng. Đường V3 đó chính là những cái căn mà biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Thì phân khu Manhattan chỉ có những căn song lập diện tích lớn, ta 314 m² trở lên. Đây, những cái trục đường V3 ven hồ sẽ là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Phía sau lưng của chúng ta sẽ là cái cảnh quan hồ sen súng rất là đẹp anh chị. Bây giờ quay trở lại về cái trục đường V3 cho tới ngay cái lối vào của công viên ánh sáng. Thì đó là căn của D2A đó các anh chị. Đó, trên hai căn biệt thự rất là đặc biệt. 400 m² đất. 92,5 tỷ nha các anh chị. Thì kinh doanh rất là tốt rồi, tại vì ngay cái lối vào của cái công viên và ngay cái trục đường M1. Hiện khoa đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng phân khu cao tầng Rainbow Origami và phân khu thấp tầng Manhattan và Manhattan Glory. Anh chị nào mà sắp nhận nhà có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng thì hãy liên hệ với khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Đây là ngay ngã ba theo trục đường D2A. Khoa sẽ dẫn các chị và các bạn đi vào cái công viên ánh sáng, đi vào cái đại lộ ánh sáng từ công viên ánh sáng. D2A có lộ giới là 24 m và lòng đường là 15 m, vỉa hè mỗi bên là 4,5 m. Đang làm những cái cảnh quan rất là đẹp anh chị. Đại lộ ánh sáng nha, sẽ có những cái hình tượng biểu tượng nối dài qua tới sông Tắc. Cuối đại lộ ánh sáng đó chính là một cái bến du thuyền rất là đẹp, vì có một cái nhà hàng restaurant khá là bắt mắt, hình kiểu pha lê trong suốt, anh chị thấy là sẽ là đẹp lắm khi mà đi vào hoạt động. Thì về phần giá cả thì Manhattan sẽ cao hơn Manhattan Glory tầm khoảng 30-50% giá trị nha các anh chị. Bên kia đó chính là đảo. Chúng ta có cầu Long Đại bắc qua đảo Long Phước. Thì đảo Long Phước bên đó sẽ có, đó chính là khu công nghệ cao thứ hai. Khu công nghệ cao thứ hai sẽ mở rộng ra tới khu vực đó. Đây là những căn 23 căn biệt thự độc bản có bến du thuyền, và sẽ ưu tiên định danh cho những chủ nhân mà sở hữu những căn biệt thự này. Từ xa xa thì chúng ta sẽ đi qua, các anh chị thấy là khoảng trống đó là khu nhà cao tầng của Mastery Center Point. Kề bên sẽ là đường vành đai 3 đi trên cao,
Và cái khu vực mà trống các anh chị thấy là sẽ là đường mình rây ba của chúng ta đi qua cái khu vực này nè các anh chị. Đó, qua sông Tắc và bắt ra qua gạch Gò Công, cùng với đó là phân khu cao tầng Origami và Rainbow. Rainbow hiện bây giờ cư dân về ở khá là đông các anh chị, tầm khoảng 20-25%. Thứ bảy chủ nhật thì sẽ đông vì cư dân về đây hầu như là giống như là nghỉ dưỡng hay là vui chơi ở đây. View này sẽ về hướng trung tâm Bình Thạnh và quận Nhất, chúng ta sẽ thấy được cái tòa Landmark 81. Đây chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái hình ảnh đại lộ ánh sáng. Thì Khoa cam đoan cho các anh chị là đại lộ ánh sáng này sẽ rất là tuyệt vời mà khi các anh chị nhận nhà nha. Thì đến đây Khoa xin tạm ngưng video clip. Thì các anh chị nào thấy kênh Phạm Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Thì Khoa đã có trang fanpage Việt Nam Real Estate 360 Panorama, chuyên cung cấp hình ảnh 360 độ cập nhật thường xuyên cho các anh chị và các bạn. Khoa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video clip mới nhất. Hãy đăng ký kênh để theo dõi và động viên Khoa nhé.